Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin du lịch do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau đây. Thanh Hóa có nhiều dự án lớn được đưa vào hoạt động trong dịp hè năm nay. Chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2024. Độc đáo vẻ đẹp tại cụm di tích Nghè Diêm Phố, Hậu Lộc. Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ưu đãi về cảnh quan, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được nhiều dự án đầu tư vào du lịch. Trong mùa hè năm nay sẽ có nhiều dự án lớn được đưa vào hoạt động, bao gồm du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Tại công trường thi công quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời Sun World Sầm Sơn, hàng ngày có trên dưới 1.000 lao động đang khẩn trương xây dựng, lắp đặt thiết bị và trồng cây xanh thảm cỏ. Thời gian được đếm ngược từng ngày để kịp đưa dự án công viên nước với quy mô đầu tư và diện tích hàng đầu miền Bắc đi vào hoạt động vào cuối tháng 5. Sun World Sầm Sơn phục vụ được nhiều lứa tuổi, trong đó có những tổ hợp trò chơi dành cho gia đình và trẻ em, lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á và châu Á. Tại Hải Tiến, dự án khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng cũng đang dần hoàn thiện. Với ý tưởng biến nơi này thành thiên đường nghỉ dưỡng với các dịch vụ 5 sao cao cấp, tập đoàn Flamingo đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng hạng mục để dự án triển khai đúng kế hoạch. Đến nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa tòa khách sạn 24 tầng cùng trung tâm dịch vụ 4 mùa đi vào hoạt động trước dịp 30 tháng 4. Việc có nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng đi vào hoạt động trong dịp hè sẽ góp phần để Thanh Hóa đạt được mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch khoảng 32,4 ngàn tỷ đồng trong năm nay. Mới đây tại thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Thủy khai giảng lớp bồi dưỡng du lịch cộng đồng, dạy kỹ năng nấu ăn cho các hộ kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Trong thời gian 3 ngày, các hộ kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Cẩm Thủy sẽ được tiếp cận và thực hành những kỹ năng cơ bản trong phục vụ khách ăn uống khi lưu trú tại gia đình, như pha chế một số đồ uống thông dụng, chế biến trình bày, trang trí món ăn, xây dựng thực đơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trang trí nhà cửa, cải tạo sân vườn để đón khách. Lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục thực hiện định hướng ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân, cũng như bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, phục vụ khách du lịch. Chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2024 vừa được công bố mới đây, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn với nhiều hoạt động lễ hội hấp dẫn. Với chủ đề Tận hưởng Đà Nẵng, Enjoy Đà Nẵng 2024, năm nay ngành du lịch thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng để tận hưởng các sản phẩm du lịch đặc sắc là sự kiện, lễ hội, du lịch đêm, du lịch cưới, du lịch Mike và du lịch ẩm thực. Chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2024 tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng, gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Thành phố tặng hơn 10.000 voucher miễn phí, trong đó ưu tiên dành tặng 2.000 vé xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cho du khách khi đăng ký mua dịch vụ hoặc sản phẩm du lịch Đà Nẵng. Năm nay, ngành du lịch Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch ẩm thực đặc trưng nhằm giới thiệu đến du khách những món ngon phải thử khi đến Đà Nẵng và tham gia tour trải nghiệm ẩm thực để tận hưởng các hương vị đặc trưng riêng của thành phố biển. Với mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế, chương trình kích cầu du lịch năm nay sẽ tập trung vào các thị trường quốc tế trọng điểm là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore và Malaysia. Trong mục du lịch Thanh Hóa ngày hôm nay, mời quý khán giả về với vùng đất Hậu Lộc, ghé thăm cụm di tích nổi tiếng Nghè Diêm Phố cùng MC Lương Trang. Quần thể di tích Diêm Phố tọa lạc trên địa bàn xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. Nơi đây mang trong mình tất cả nét đẹp cổ truyền của văn hóa Việt, tô điểm thêm cho vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều dấu ấn về lịch sử xã hội. Được xây dựng trong một quần thể kiến trúc rộng khoảng 2 sào trung bộ, mặt của khu kiến trúc hướng ra biển, có cổng tam quan đồ sộ. Từ cổng tam quan trở vào, có con đường lớn chạy đến cửa đền, đồng thời chia đôi khu di tích này thành hai phần, có các đường xương cá để vào nghè, đền, chùa, miếu, phủ. Trong quần thể này, có nghè thờ tứ vị thánh nương,
chùa Liên Hoa, đền thờ Đức Ông và miếu thờ chung 344 người Diêm Phố tử nạn trong cơn bão năm 1931. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống tâm linh của ngư dân vùng biển thì tứ vị thánh nương được người dân tôn vinh là Đức Thánh Cả và được thờ cúng rất trang trọng tại đền thờ Diêm Phố. Ngôi nghè Cả được xây dựng từ khi mới thành lập đến nay đã qua 4 lần xây dựng lại. Xây dựng gần đây nhất vào năm 1941. Tuy vậy, nghè vẫn giữ được kiểu kiến trúc xưa, mặt ngoảnh hướng nam. Kiến trúc của nghè theo phép đối xứng rất cân đối giữa nghè chính, tam quan và hai giải vũ. Ở giữa là một sân gạch hình chữ nhật. Phía trên trước cửa chính tẩm treo một bức đại tự 4 chữ Tứ Vị Thánh Nương. Tiền đường gồm 3 gian, chiều rộng 9m, chiều sâu 5m. Bệ thờ xây ở gian giữa, sát cửa chính tẩm. Trên bệ đặt bát hương lớn, thờ hội đồng, một mâm bồng lớn đặt lễ phẩm. Hai bên đặt hai cây sáp, đôi hạc thờ. Ở giữa đặt một lư hương lớn bằng đồng. Hàng năm, cứ đến ngày 9 tháng 6 âm lịch, dân làng lại tổ chức ngày giỗ tứ vị nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đến tứ vị đã che chở và ban phước lành cho nhân dân trong vùng. Chùa Liên Hoa nằm trong cụm di tích Diêm Phố, được xây dựng theo kiểu hình chữ đinh. Chùa ngoảnh hướng đông, trước mặt có cửa tam quan, có 3 tầng gác. Chùa được kiến trúc xây dựng 3 cung, hạ đường, trung đường, tiền đường. Tiền đường gồm 3 gian, 2 trái, chiều dài 8m, chiều sâu 10m. Bên trong chùa có các bệ cao cho Phật ngồi. Nhà ngoài là chỗ cho sư tụng kinh gõ mõ. Chùa lập ngói bình thường, mái thấp, có diện tích là 80m2. Chùa có 18 pho tượng Phật bằng gỗ được sơn son thép vàng, trong đó có nhiều câu đối đại tự. Cá ông là cách gọi tôn kính của ngư dân đối với cá voi. Mọi ngư dân đánh cá ở ven biển Việt Nam đều quý trọng cá voi. Người dân Hậu Lộc cũng vậy. Đền ngư ông được xây dựng trong khuôn viên riêng biệt trong quần thể kiến trúc của nghè Diêm Phố. Ngôi đền có 3 gian, phía trong cùng là chính tẩm, có bệ thờ đặt ở giữa. Trên bệ thờ đặt ngai, trong ngai có bài vị đều sơn son thép vàng. Đã là người con của ngư Lộc Hậu Lộc, có lẽ không một ai có thể quên được nỗi sợ hãi kinh hoàng trong cơn bão năm 1931, tức năm Tân Mùi. Một trận bão lớn đột ngột và hoàn toàn bất ngờ đã phá hủy, nhấn chìm hầu như toàn bộ thuyền bè đánh bắt ngoài khơi của ngư dân xã Ngư Lộc. Trận bão đã cướp đi 344 sinh mạng, vĩnh viễn nằm lại dưới biển sâu và nhiều người khác bị thương. Để tưởng nhớ những người con của Diêm Phố không may bị bão cuốn, bà con nhân dân xã Ngư Lộc đã lập miếu thờ chung 344 người. Miếu Bão Gõ nằm trong khu nghè Diêm Phố. Trong miếu có bát hương, bài vị, mô hình bè mảng, trên đặt một số ngư cụ. Bên trái miếu có mô hình long châu cỡ nhỏ được đặt trong tủ kính. Hàng năm vào ngày 18 tháng 8 âm lịch, toàn bộ ngư dân xã tổ chức ngày giỗ chung cho 344 người dân lâm nạn để tưởng nhớ về sự mất mát đau thương này. Gốc của cái làng Diêm Phố ngày xưa và gốc của cái xã Ngư Lộc ngày nay thì cuộc sống của bà con người ta là ở biển khơi. Mà một người đi biển khơi đánh được một yến cá thì người ta nuôi được hàng 10 người. Bởi vậy cho nên người ta đến đây người ta kinh doanh buôn bán. Do đó cho nên là nhiều nơi người ta đến đây người ta ở. Mà càng ở thì người ta lại phát triển về mặt kinh tế được rất nhiều. Và người ta hàng tháng người ta đi đây người ta đến nghè tứ vị đây người ta nhớ, đến chùa Liên Hoa người ta nhớ. Và ở ngoài đảo thì thuyền bè các đoàn người ta ra, tháng nào người ta cũng ra cho nhớ thì người ta cầu đủ thấy. Trải qua thăng trầm của thời gian, những biến cố của lịch sử, những vết tích văn hóa còn lưu giữ tại cụm di tích Diêm Phố là những câu chuyện sống, là báu vật vô giá về nét đẹp văn hóa của người dân Ngư Lộc nói riêng và của xứ Thanh nói chung cần được gìn giữ, bảo tồn cho muôn đời sau. Bản tin du lịch xin được tạm dừng tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.